Xin chào các bạn ha. Hôm nay cuối tuần tiếp tục mình lên mã số Nho Thân Gỗ để giao lưu với các bạn ha. Theo thường lệ thì kênh mình sẽ đăng video vào cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần ha các bạn, vào lúc 6 giờ chiều. Anh em nào có nhu cầu mua nho thân gỗ mã cây đẹp thì các bạn đăng ký kênh theo dõi mình ha. Đầu tiên trước mắt mình là cây lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship nha các bạn. Lô 1 triệu mốt bao ship. Thì cỡ này là những giờ vô mùa mưa các bạn, cho nên nhiều cây nó ra bông ra trái ít các bạn. Với lại nó ra bông ra trái nó sẽ dễ bị thiên địch tấn công á. Cho nên các bạn lưu ý các bạn mua dịch tỏi các bạn xịt ha, hoặc là kali để các bạn xịt dưỡng trái ha. Đầu tiên là cái mã 3A là lô 12 vụ. Lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship, cây đang trái nha các bạn. Lô 1 triệu mốt thì thường thường nó chiều cao nó tầm 1m2 đến 1m3 nha các bạn. 1m2 đến 1m3. Mã 3A. Đây. Cây đang bông, đang trái. Vào mùa mưa thì nó sẽ chậm trái hơn một tí các bạn. Hôm nay thì mình soạn ra ít mã ha. Sắp tới mình sẽ về thêm một số cái lô nữa, nhưng mà nó sẽ có nhiều mức giá cho các bạn lựa chọn và dáng nó sẽ đẹp hơn. Này thoát thân lên, tầm khoảng chừng 7 đến 8 cm ha, chia lên là 2 3 nhánh nha. Rồi, kế bên là mã 2B. Mã 2B cũng là 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship. Cây cũng đang ra hoa và trái xanh. Các bạn thấy kiến vàng nó bò ha. Tại vì nó là có hậu ngọt cho nên nó thích, kiến nó thích, rất là thích. Và nó sẽ bị đục lỗ nè các bạn. Các bạn thấy đục lỗ không? Nó khi trái xanh nó đục lỗ gì thì khi nó chín nó sẽ bị hư bên trong, là mình ăn không được. Cho nên khi mà nó đã nhú hoa li ti hoặc nó ra trái xanh nhỏ nhỏ như thế này, các bạn có thể xịt dưỡng cho nó ha. Xịt dưỡng để cho trái nó khỏe mập và chống những cái con kiến vàng nó bu vô ha các bạn. Chiều cao cây thì cũng tầm 1m2, 1m3 nha. Hoành thân thì tầm khoảng chừng 8 đến 9 cm nha các bạn. Cái lô chiều mốt á, hoành thân tầm 8 đến 9 cm. Thường thường anh em hay mua cái lô này thì dễ chơi, thì vừa đủ, vừa hợp giá tiền luôn các bạn. Cây thì nó đã trên 4 năm tuổi hết rồi. Lô 1 triệu mốt là cây đã trên 4 năm tuổi hết. Tiếp tục là mã 1B cũng là 12 vụ, lô 1 triệu mốt luôn nha các bạn. Cây thì cũng chiều cao như vậy ha, tàn cũng khá ok. Mã 1B có nguyên một đùm trái nè. Cái này là trái nó chưa to lắm nha các bạn. Trái này mới là trái nhỏ thôi, nó mới bằng cái đầu ngón tay út mình thôi. Mà nó bị sâu ăn ha. Tại hôm gà nó mưa mấy đợt luôn, mấy chập luôn. Cho nên thiên địch nó tấn công quá trời nhiều. Hoa ra li ti nhiều lắm nha các bạn nè. Lô 1 triệu mốt mà nó đã ra hoa rất là nhiều rồi. Đã nuôi hoa nhiều lắm rồi. Cái này mà đậu hết á, thì rất là nhiều ha. Cái trường hợp các bạn ra hoa nhiều nhưng mà nó đậu ít thì các bạn nhớ xịt kali nha các bạn. Xịt kali với các bạn bón cho nó phân có hàm lượng kali với lân nhiều nha, để cho nó ra trái và mầm hoa khỏe nha các bạn. Rồi kế đó thì mình có ba cái cây nằm trong cái lô tứ quý, lô sinh viên. Ba cây này thì nó đã ra trái rồi và ra hoa rồi, mình đem ra cho các bạn xem. Thì anh em là không có điều kiện thì mình mua cái lô này ha. Lô này thì chỉ có 500 ngàn thôi, bao ship, 500 ngàn bao ship. Mã 13B và nó đã bói trái đầu hết rồi các bạn. Cái này là bói trái đầu nha. Cây còn non mà nó mới bói trái đầu nè, nguyên một đùm trái ha. Đó, lô này là lô sinh viên, giá rẻ ha. Thoát thân lên cũng khá cao nè. Hơn 22 cm nè. Tàn cũng tàn tròn ha. Mà lô này thì mình chỉ có tứ quý thôi nha các bạn. Và chiều cao tầm 1 mét đô lại thôi, tầm 1 mét hoặc là 90 cm đô lại. 13B. Tiếp tục là bên đây cũng là lô sinh viên, cũng tứ quý luôn. Mã 14B. Cũng tứ quý luôn nha. Thoát thân lên. Và nó cũng đang có một cái đùm trái giống cây bên kia. Là đó là bó trái đầu hết rồi các bạn. 500 ngàn bao ship. Cây nhỏ thì dáng cây nó như thế này các bạn, tàn cũng tròn các bạn.
Kế tiếp là mã 10A. Mã 10A thì nó ra hai đợt trái rồi. Đợt trái đầu của nó đã bị khô nè. Rồi đây là nó ra thêm một đùm trái non nữa nè, giống như hai cây nãy ha. Dưa hoa li ti ở đầu, hoa li ti nè. Đùm trái xanh nhỏ nè. Bên đây nó cũng ra hoa li ti nè. Nó bói hoa được rồi, nó bói hoa nhiều nha các bạn. Và cây càng lớn thì bông hoa càng nhiều ha. Mã 10A tứ quý lô 500. Đó thì mình có 3 cây đang trái ha, đang trái đầu lô 500. Kế bên đây thì mình có thêm hai mã 12 vụ nữa, cũng lô triệu 1 ha. Hôm nay thì lô triệu 1 thì mình có 12 vụ thôi chứ không có tứ quý các bạn. Chỉ có tứ quý lô 500 thôi. Tứ quý thì nó cũng ra trái quanh năm, nhưng mà khi mà nó không đúng mùa của nó thì nó trái nó lai gai một hai trái à, cho nên mình không có đem ra quay clip cho các bạn ha. Nó cũng có ra bông ra trái nhưng mà nó ra ít các bạn, cho nên mình không có đem ra quay đó. Nhưng mà nó vẫn có bông, có trái li ti đó, một hai trái đó à, khi là không có đúng đợt của nó. Còn đúng đợt của nó thì nó ra trái cũng nhiều các bạn, cho nên thường thường anh em nào mà chơi nho thân gỗ thì mới biết chơi thì các bạn nên chơi 12 vụ ha, nó sẽ ra bông trái nhiều hơn. Giống như cây trước mắt mình 3B thì mình quay xa thì các bạn thấy không có trái ha, nhưng mà quay gần các bạn thấy bông nhiều lắm nha. Nè, bông nếu mà đếm bông là cũng có thể là gần cả trăm bông các bạn. Nè, bông nhiều lắm. Tại do nó đậu trái chậm quá cho nên mình lo ra mình quay luôn, nhưng mà bông nó cũng nhiều lắm, nhánh nào cũng có bông hết. Dưới đây nè, nó cũng có trái xanh nữa nè. Bông li ti. Cây này thì dáng cũng khá ok nè các bạn. Cây này dáng một cốt lên nè. Một cốt thẳng nha, một cốt thẳng lên. Và chia làm nhiều nhánh nè. Cây này dáng cũng ok, dáng đẹp ha. Phân tàn trên này là tròn ha. Thì 12 vụ thì tàn nó sẽ giót thẳng lên vậy các bạn, nó không có bung xè như tứ quý nha. Lô 1,1 triệu ba ship nha các bạn. Tiếp tục là cũng là mã 16A, lô 1,1 triệu ba ship. Cây thoát thân thấp nha, thoát thân thấp. Và lên thì mình phân ra 3 nhánh. Và nó cũng ra hoa li ti cũng nhiều lắm bạn nè. Cái này có thể tuần sau mình quay lại thì nó sẽ ra trái nhiều thôi bạn. Chi chích hoa rồi. Dài luôn nè. Rồi thì hôm nay là mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn thêm một số mã, nhưng hôm nay thì nó hơi ít mã ha. Thì anh em là thích cái mã nào thì liên hệ mình sẽ chụp hình lại gửi Zalo cho các bạn lựa nha. Rồi mình chào các bạn nha.